các bạn đã trở lại với kênh là Thành Thái TV. Nay là mình quay cái video này là làm là để coi cuộc sống nông dân hàng ngày của nông dân ở Phú Hội các bạn. Đây là cái vườn ủ oai các bạn. Vườn ủ oai mình mần nha. Gì là hư, coi trong nó có gì không, hình ở trong có gì cần bị chích, nó bị chích cái hũ hoa vàng là cái hột nó đỏ luôn nha các bạn. Để kiếm dấu cái con nó bị hút chích thì không có cái dấu chích chỗ bẻ nhà này. Đây trái bự nè các bạn, nở kèo đầy đủ. Nếu mà theo tầm mà trái mà cỡ bơ lớn là theo tầm mình là cắt vô là cần khoảng 400g. 400g một trái gần nửa ký. Có trái gần nửa ký có. Đây là đi đeo sữa mấy trái nóc. Không sữa để xuống nó cong hết trơn. Đây sâu ăn nè, nó ăn nè, từng lỗ hết trơn. Ở trong thì không có con sâu, bị sệt chết rồi. Bóng chứ qua sệt ba canxi bò vô bóng đời. Chứ đâu sệt đầu trâu kìa, nó bóng dữ nữa. Đâu là chai hả? Thẻ không, con chỉ cần là đặt ruột giờ ruột lan bọng thang quá trời. Nói chung là nông dân Phú Hội không có gì hết trơn các bạn ơi, là mần đủ kiếm cơm ăn chứ không có dư giả. Đấy các bạn, giờ mình ăn hết cái chân, giờ lên trái nóc. Trái nóc này là phía nay mình vẽ, mình sẽ cho các bạn biết là phía nay là trái nóc này là được bao nhiêu ký. Mình vẽ mình cũng không có dám vẽ sát tay nữa các bạn ơi. Lựa trái mà nó thẳng kèo vậy nè, kèo mà nó thẳng gai vậy mình mới vẽ như mấy trái này nè. Kèo nó chưa có thẳng gai mình không dám vẽ. Tại vì bẻ vô nhiều lúc á, sợ lái nó bán á, không được, nó mua cái nó hạ giá mình, nó nhận giá mình nữa. Các bạn, hai trái là chung cỡ mà nó khác nhau nè. Trái này thì nở gai đều nè, còn trái này chưa nè. Hai trái chung cỡ mà nó khác nè. Quá kỳ trời. Cái này bị gì cậu, bị lứ phải không? Không biết. Cái này chắc bị lứ quá. Lứ vì nó mới bị ngăn. Chắc bị lứ rồi. Bị có tạc. Chắc quá có tạc. Rồi tối nay mình sẽ cho các bạn biết là một công ngũ hoa này mình cắt trái nóc được bao nhiêu ký nha các bạn. Về này mình mới cắt. Đi hàng hai hàng cái.
qua này không nhiều vậy, dạng chín mà nứt luôn, dạng chín mà nó nứt luôn, này là hư rồi. Về mình đâu bán được cho ai đâu mấy bạn, là cái trái mắc kẹt trên nóc này, thì thương lái nó đâu chịu mua đâu, trong gì là nó đâu chịu mua, nó hư rồi. Bởi vì mình phải đi theo mình, nó chọn rồi chọn những trái thắng mình thắng như gì là nó mới chịu lấy của mình. Bây giờ bắt con sâu cũng có con sâu. Nhưng nó quyền nữa. Đây là đang cắt mình vô bọc các bạn. Cha mình đang cắt, mình đi lấy vô bọc. Này nếu mà một mình vô đầy luôn tầm khoảng 16-17 kg, có khi bọc 20. Này là mới cắt trái chân ở trong nha các bạn, cái nóc mình còn nhiều lắm nha, cái nóc này là chưa cắt nha. Cái này là đang cắt cái chân, một chút xíu nữa mình bảo là mình cắt cái nóc lại nữa các bạn. Cái chân chứ cái nóc cắt sao hả? Thì cậu đi dưới chân, cậu đi trong đó mà. Trong cái gỏng cậu cắt ở trong, ra trong chút ngoài, cắt ra ngoài nữa. Đi ra ngoài rồi mà. Vẫn đang đi đó. Vì chằn quá nhiều. Chằng quá nhiều đi ba. Đây qua nè, đây vợ dưới quỳ ư, clip ở dưới đi, cũng clip lên trên nóc kìa, dài dài theo nhìn thấy trái mới mê. Nam ơi, nói cái này chắc là mình ăn đi sao đây, giờ cái đau hai bên luôn. À, các bạn thấy chưa? Cái quà này chưa có được thằng gai không? Cái này mình trồng mấy công vậy? Cái này hả? À? Này có một công một thôi. Cái gì? Có cái này không? Đây. Đất mướn hay đất nhà? Cái này hả? Cái này là đất mướn bạn ơi. Công mướn nhiêu? Một công mướn 5 triệu. 5 triệu là một năm hay sao? Một năm 5 triệu. Vậy là mình mặn được 3 vụ, cứng 3 vụ, hơn 3 vụ, có khoảng 4 vụ, có 3 vụ à, chứ 4 vụ đâu. Bây giờ mình thu hoạch thu qua đường dài lắm. Này, hồi chồng tới giờ là cắt được nhiêu cử à? Cử này nữa là cử thứ 10. Đủ vốn chưa? Vốn hả? Đủ rồi. Thế nào nó ngày hôm qua giá này thì cắt có khoảng 10 cử đủ vốn. Vì nó có giá. Giá mấy rồi? Bây giờ hiện giờ là 11, 12, 13. Hôm qua này mình cắt mỗi đêm hay sao? Hôm qua hả? Hôm qua này nếu mình cắt lỏng tay thì cắt mỗi đêm, còn mình cắt hơi sát chút xíu thì mình cắt cắt đêm, cắt đêm. Cử cắt gì được bao nhiêu ký? Một cử về cắt khoảng 150, 160, 170 có. Mình biết đung nhất là nhiêu ký không? Đung nhất hả? Ừ. Đung là khoảng 200. 200 gì? Trên 200 nè. Vì là hôm qua này chưa đung đâu ha? Chưa. Mà cái này là
tại mình cắt ép trái hũ qua này nè, trái hũ qua này là để hai đêm nữa cắt đó, là trái hũ qua này. Sát tay quá thì hũ hoa của mình nó bị mất ký. Vào khoảng nếu hũ hoa đẹp săn sóc tử tế là thể có khoảng 60 ngày, từ 2 tháng tính từ ngày bẻ đó phải không? Từ ngày hôm mình bẻ, từ ngày mà hôm mình cắt trái đầu tiên đó phải không? Là khoảng tầm đó đó. Thân thuốc đâu đó đầy đủ, đừng để hũ hoa mình nó bị xuống lá. Chẳng hạn xuống lá là nó vàng lá chân vậy nè. Rồi. Này là đang chở vô nhà để tỉnh lại nữa rồi. Dân bé ớt gì mà dân bé ớt giặt nạn không thấy mạng nào chứ. Ra ngoài bẻ ngoài rồi. Bẻ rồi. Lên cấp 5 giờ kia. Cắt nha, cho đây thôi, cấp 5 quỷ. Đây các bạn, đây là thành quả sau một đêm cắt nha các bạn. Này là cắt vô, này là bà Út, bà đang cạnh cho mình. Này em mình đang cạnh luôn. Cạnh đủ số ký đây giao cho thương lái. Đủ vàng mà không làm bẻ. Đây các bạn. Thành quả. Thành quả mình đóng trên là đóng dưới người ta. Rồi. Tạm biệt các bạn. Nếu mà thấy video này hay cho một kênh, một like và một subscribe nha các bạn. Một công mới cắt.